Hello cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Gia đình 8X. Nãy mình có livestream một đoạn giới thiệu cho cả nhà cái không khí đường phố Sài Gòn cái ngày đầu tiên các em học sinh đi học trở lại 11 tháng 5 2020, nhưng mà do tín hiệu của mạng kém quá thì mình sẽ quay lại và tí nữa mình sẽ up lên YouTube cho mọi người cùng xem nhé. Thì ngày hôm nay là ngày 11 tháng 5 2020, lúc này là khoảng 7 giờ sáng. Thì hôm nay là tất cả các em học sinh của các cấp từ tiểu học trở lên đều đi học trở lại, trừ cấp mầm non là ngày 25 mới đi học trở lại. Các em đi học trở lại sau khoảng thời gian gần 4 tháng phải ở nhà do cái dịch Covid. Thì không khí đường phố Sài Gòn bây giờ, những cái tuần trở lại đây, từ khi mà giãn cách xã hội hết á, thì đường phố đã đông dần lên. Và coi như ngày hôm nay thì coi như là đã quay trở lại với nhịp sống rất là bình thường của thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh đi học, người lớn thì đi làm. Cái không khí đã quay trở lại rồi, nhưng mà có vẻ như công việc vẫn chưa có được ổn trở lại như lúc ban đầu. Vì rất là nhiều các cơ sở doanh nghiệp người ta cũng rất là chật vật để quay trở lại với cái nhịp sống cũng như là cái mức độ kinh doanh, do người dân dù phần nào cũng rất là hạn chế đi ra đường nếu mà họ không cần thiết, cũng như là hoạt động kinh doanh công việc nó hơi bị trì trệ một xíu. Thì các bạn thấy thể hiện qua cái không khí ở bên ngoài, những cái cửa hàng, những cái shop thì nó cũng vắng dần lên, nhưng mà mật độ người dân ở ngoài đường thì nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều. Hiện tại mình đang trên khu vực ngã năm Nguyễn Thái Sơn để ra đường Phạm Văn Đồng, thì mình quay cho cả nhà xem cái không khí đường phố như thế nào. Thì nãy giờ đi quan sát ở trên đường, từ hướng đường Quảng Trung lên đây thì nói chung là đông, khá là nói đông lắm. Mọi người bắt đầu là đi làm trở lại rồi, ai còn cái công việc làm thì mình sẽ bắt đầu mình đi làm trở lại. Còn nếu mà đã không may mà không còn việc thì mình cũng đã bắt đầu đi tìm cho mình những công việc mới nó phù hợp hơn. Thường á, thì nếu mà không có dịch xảy ra thì giờ này thì phải nói nó đông hơn đây một chút xíu nữa, chứ cũng như vậy cũng đã đông rồi, nhưng mà vẫn chưa bằng đâu cả nhà. Bởi vì có một số người á, người ta trong đợt dịch bệnh người ta về quê á, người ta cũng không có quay trở lại thành phố để làm việc nữa, do công việc ở đây cũng không còn. Và nhiều khi ở quê người ta tìm được công việc nó cũng khá là phù hợp. Đây các bạn, đây là đường Phạm Văn Đồng, hướng này là hướng đi ra ngoài Thủ Đức. Đi làm cũng khá nhiều một xíu rồi đấy. Những cái hàng quán bán hàng mang đi thì cũng đông. Một số nhà hàng cũng đã mở lại rồi, nhưng một số thì chưa cả nhà. Đây, cái đường này thì lúc trước là đi quẹo qua vỉa hè, nhưng mà bây giờ người ta đã làm bằng cái cách này rồi, đi rất là ok. Đây con đường đi ra cái chung cư Mastery đây. Đây người ta làm này thì tuyệt vời, rẽ vô để ra. Lúc trước là phải lao lên cái vỉa hè, giờ thì người ta đã cắt rồi này. Mấy tháng là mình cũng không có đi cái con đường này cả nhà, từ khi phải làm việc tại nhà đến giờ cũng ít đi. Ở đây có một cái chung cư Mastery người ta xây này, trong khu này cũng đẹp. Đây, Mastery One. Hơi nhỏ thôi, chung cư khá bé. Ok, thì mình đi mình đổ xăng coi. Nhà đổ xăng thì còn khá là giá khá là ok. Đổ
xăng giá khá mềm nữa nha. So với lúc trước thì mắc lắm, bây giờ thì giá rẻ hơn rồi. Còn có 10, 16, 17 ngàn gì. Rồi cái nhà đợi mình xíu nha, mình đổ xăng cái. Hello cả nhà, sau khi đổ 500 ngàn tiền xăng xong thì các bạn biết rồi, bây giờ đơn giá xăng chỉ có 11.600 một lít cho xăng 95 thôi. Giờ vậy 500 ngàn mình đổ được gần hơn 40 lít xăng. Hôm trước là 25 ngàn, giảm hơn một nửa. Rồi, mình quay đến đây là đường Lê Quang Định cả nhà. Lê Quang Định thuộc Bình Thạnh nhé, chỗ đây là Bình Thạnh rồi. Nguyễn Văn Nghi qua tới Phạm Văn Đồng thẳng tới Lê Quang Định là của khu vực đây là khu vực Bình Thạnh. Năm trăm ngàn đổ được 40 lít xăng đấy nha. Xăng rẻ vậy thì cái mọi thứ trong cuộc sống nó sẽ được cải thiện tốt hơn, ta có cái cơ hội đi làm ăn, rồi dịch vụ cũng sẽ tốt hơn. Đây các bạn thấy thì nói chung là đường xá cũng đông, đây sáng thứ hai đó, đây là ngày thứ hai 11 tháng 5 năm 2020 cả nhà. Xăng giảm thì hy vọng là các vật giá nó cũng sẽ giảm theo. Và đợt vừa rồi thì do cái dịch bệnh á, do vậy là mọi người cũng ít đi ra ngoài, cũng ít nói chung là những cái dịch vụ bên ngoài thì bây giờ nó đang quay trở lại từ từ thôi, chứ cũng chưa phải được như ngày xưa. Những cái quán ăn, những cái dịch vụ vui chơi giải trí thì từ từ người ta trở lại. Nhưng mà để quay trở lại được bình thường mình nghĩ phải mất thời gian từ 6 tháng trở lên quá. Đây là cái ngã tư giữa đường Lê Quang Định và đường Nguyễn Văn Đậu cả nhà. Thì ngã tư này là thường xuyên xảy ra cái tình trạng là kẹt xe cả nhà. Thì chỉ trong cái đợt cách ly giãn cách xã hội á, thì đây nó rất là vắng, đi rất là ok. Nhưng mà khi mà mọi thứ quay trở lại rồi thì các bạn nhìn thấy nó đông như này, luôn luôn là rất là đông. Xe ở các mọi hướng đều đi ngang Bình Thạnh này nữa, như là trung tâm nè. Đây cái nhà nãy giờ đứng đợi đây cũng khoảng 5 phút thôi nha, rất là đông. Tư này thì sẽ thông thoáng hơn một chút xíu.
rồi Dũng Biên mình rẽ về đường lên Trăng Long cả nhà ha. Bình thường thì mình thấy cũng nói chung là cũng đông á, nhưng mà giờ này chắc học sinh đi vô học rồi, do vậy đường với những người đi đi làm thôi. Mình để cái chân nước này ở đây nha. Ok. Rồi cả nhà ơi, chắc clip cũng cũng khá dài rồi. Chắc xin hẹn cả nhà ở clip tiếp theo nha. Nếu được thì chiều nay về mình sẽ quay cho cả nhà xem cái không khí vào cái buổi chiều tan tầm, khi mà học sinh đã quay trở lại rồi thì nó sẽ như trước hay không nhé. Ok, rồi bye cả nhà nhé. Tất chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo từ gia đình 8X nha. Bye bye.